Anh có hướng dẫn em rồi đó. Cái đầu tiên là vô trong Dạ. WebFactor, mình gõ cái mã đó vô, sau đó mình vô là phần accessory. Thì ở đây nó có những cái con sensor của Vector nó có sẵn nè, thì có hai loại là SMT với SME thôi. Tuy nhiên những cái loại này nó khá là đắt tiền. À, và cái loại SME này thì nó không có ổn định, thực ra nó xài không phải là nó không ổn định, nhưng mà đối với những cái ứng dụng mà tốc độ nhanh hoặc là có dàn sóc á, là con này rất là Dạ. mau hư, cái SME rất là mau hư, và trong tương Dạ. lai thì con này sẽ không sản xuất nữa. Dạ. Mà gọi là solid state á, như cái loại SMT này á, thì nó rất là xịn sò, nó rất là mắc tiền nha, cho nên anh sẽ chọn cái loại mới để thay thế cho hai loại này, cũng là loại solid state luôn, cũng là loại xịn luôn, nhưng mà nó rẻ tiền hơn, nó giờ nó vô dùng để cạnh tranh với đối thủ vậy á ha. Thì sensor á, lúc mà mình chọn sensor mình chỉ cần hỏi cái khách hàng á, cái người mà sử dụng cái sensor á, là Dạ. công BOC của anh là nhận tín hiệu là NBN hoặc là BNB. Thì anh giải thích luôn Rồi. BNB với NBN nó khác nhau chỗ nào. Chỗ nào BNB là khi mà nó trả về tín hiệu á, là trả về tín hiệu là tín hiệu một, có nghĩa là tín hiệu có dòng điện, có thể là 24V, có thể là 5V, có thể là 30V nha, Dạ. vào cái con BOC nó quyết định nha. Đó là tín hiệu là BNB á, là tín hiệu ở gọi là tín hiệu mức cao ha. Dạ. Còn cái loại NBN á là tín hiệu mức thấp, có nghĩa là sao, khi mà trả về là tín hiệu nó là khi mà con sensor mà nó send á, là tự động là nó trả về tín hiệu không, là không có dòng điện, còn bình thường Dạ. là tín hiệu. Nó ngược lại với con NBN, lại với con BNB ha, Dạ. hai con này nó ngược nhau, cái này tín hiệu trả về mức một, cái này trả về tín hiệu mức không nha. Thì mình chỉ cần hỏi khách hàng á, là hiện tại á, là cái ông muốn chọn cái con sensor á, là loại BNB hoặc là NBN, là khách hàng nó sẽ biết nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình chọn cái loại sensor này SDBT, loại này lại mới của Vector, cũng IP67 rồi đàng hoàng ha. Đó, cũng IP67 rồi đàng hoàng. Nha. À, mình vô đây à, mình gõ chữ SDBT vô, xong ở đây ở đằng này á, thì nó có cái mức lựa chọn cho mình á, là insert able in the slot from top, hay là insert able in slot claim at rear. Có nghĩa là sao, có nghĩa là cái loại sensor á, thường mình chọn cái loại top, có nghĩa là sao, nghĩa là mình có thể mình insert cái con sensor này ở trên cái từ trên của con signal bỏ tay ra, mình rút vô xong mình siết ốc lại là tự động nó fit được luôn. Còn cái loại mà at rear đó là mình bắt buộc là mình phải slot từ ở ở ở ở phần dưới đáy của sensor mình đẩy vô, thường là phải mình phải insert bên hông chứ không phải mình insert cái top ở phần top được ha. Dạ Ok là cái chỗ đó là lúc mà mình cài vô đúng rồi. gắn Đối với lại cái loại Cinder DSPC của Vector thì em phải chọn cái loại insert top, trừ khi cái loại Cinder DSPC của Vector mà em chọn mặt ba mặt đều đều có thể insert sensor được thì mới chọn cái loại rear này ha. dạ. Rồi cái phần additional feature thì mình chọn basic thôi, không chọn cái Imunet nữa gì hết. Vậy là ở cái chọn một cái loại mà này á, là chọn ở khu vực hàng á, nhưng mình chọn mà ở những cái chỗ mà nó có tia lửa điện nó phóng ra thì mình mới chọn cái loại này nha. Còn không mình chọn lại basic thôi cho nó rẻ tiền. Rồi nếu mình chọn lại BNB á, thì nó có ba layer, cho nên cái này em phải define lại với khách hàng là con BOC của ta nhận tín hiệu là tích cực mức cao hoặc là tích cực mức thấp hả. À, nếu mức cao thì mình chọn BNB nha, còn mức thấp thì